Thưa quý vị, sáng nay, ngày 23 tháng 4, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự và phát biểu tại lễ phát động tháng nhân đạo cấp quốc gia năm 2023 và kỷ niệm 160 năm phong trào chữ thập đỏ và trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế. Cùng dự buổi lễ có Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, lãnh đạo một số bộ ngành địa phương, đại diện Ủy ban Quốc tế chữ thập đỏ, Hiệp hội chữ thập đỏ và trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, các đại diện Hội chữ thập đỏ các nước. Tháng nhân đạo năm 2023 bắt đầu từ ngày 1 đến ngày 31 tháng 5 với chủ đề Từ trái tim mỗi chúng ta chung sức xây dựng cộng đồng dân ái, nhằm khơi dậy tình yêu thương của mỗi người, kêu gọi mọi người tích cực tham gia các hoạt động từ thiện nhân đạo như một mệnh lệnh từ trái tim, sẵn sàng trợ giúp các hoàn cảnh khó khăn, nâng lên những hành động tử tế, góp phần xây dựng một cộng đồng đoàn kết, giàu lòng dân ái. Sau 5 năm tổ chức tháng nhân đạo, kể từ năm 2018, Hội chữ thập đỏ Việt Nam đã huy động được hơn 2.050 tỷ đồng trợ giúp người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Trong tháng nhân đạo năm nay, Hội phấn đấu mỗi tỉnh thành hội tổ chức được ít nhất một công trình phần việc nhân đạo, chương trình gắn địa chỉ nhân đạo có hết sự tham gia ủng hộ của các địa phương. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mong muốn Hội chữ thập đỏ cao cấp, mỗi cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên chữ thập đỏ và những người làm nhân đạo cả nước luôn ghi nhớ và thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ, phải xuất phát từ tình yêu thương nhân dân tha thiết mà góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân và làm mọi việc có thể làm được để giảm bớt đau thương cho họ. Chủ tịch nước cũng cảm ơn Hiệp hội chữ thập đỏ và trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, Ủy ban chữ thập đỏ quốc tế và bạn bè quốc tế đã luôn quan tâm, ủng hộ cho hoạt động nhân đạo tại Việt Nam.